Tại sao mọi người ủng hộ bà Phương Hằng? Lý do đầu tiên là ở Việt Nam này từ trước tới nay chưa có ai dám to gan lớn mật dám đứng lên để vạch trần mặt tối của giới nghệ sĩ. Giới nghệ sĩ Việt Nam trông thì hào nhoáng như vậy thôi, nhưng một số nghệ sĩ có những quyền lực vô hình và thế lực đứng đằng sau thì rất là ghê gớm. Vậy mà bà Phương Hằng dám đụng chạm vào những ổ kiến lửa đó. Bà Hằng chửi những nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện, không phải để số tiền đó nó chảy về túi của bà ấy, mà bà Hằng chửi để tiền từ thiện được về lại với người dân bị lũ lụt, bị tan cửa nát nhà trong đợt lũ vừa rồi. Nói chính xác, bà Phương Hằng đang đi đòi tiền cho đồng bào miền Trung. Nhiều người cũng thực sự rất khó hiểu, thấy mấy bài đăng lũ lụt thì vào thả buồn, comment Nam Mô A Di Đà Phật rồi thương quá miền Trung. Nhưng chính những người đó lại đi chửi bà Phương Hằng, đi bênh những người ăn chặn tiền từ thiện của đồng bào. Tại sao nghệ sĩ lại giữ tiền cứu trợ khẩn cấp trong tận 6 tháng mà không có động tĩnh gì? Tại sao nghệ sĩ lại sử dụng danh tiếng của mình để kêu gọi tiền quyên góp, xong lại chuyển tiền cho những người không liên quan đi từ thiện hộ mình? Tại sao các nghệ sĩ không thể âm thầm làm từ thiện như Quyền Linh mà phải có hẳn một ekip chụp ảnh livestream mầm vậy? Tại sao các nghệ sĩ không thể tự bỏ tiền túi ra làm từ thiện như Bảo Thi mà phải đi kêu gọi tiền của các mạnh thường quân? Tại sao các nghệ sĩ không sao kê minh bạch ngay sau đó như vợ chồng Lý Hải Minh Hà mà tới khi réo tên mãi, nửa năm, một năm sau mới chịu làm việc đó? Ai trả lời đi, trả lời đi. Trong quá khứ bà Phương Hằng có cuồn cuộn hay như thế nào thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ quan tâm là hiện tại bà ấy đang làm cái điều đúng mà thôi. Ở Việt Nam này không có một tổ chức hay cá nhân nào được phép đứng trên pháp luật cả. Nếu bà Hằng vu khống hay nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện thì đều phải chịu tội trước pháp luật. Và quan trọng nhất là kết quả của cái vụ đấu tranh kiện tụng này. Nếu bà Hằng thắng thì tiền bị ăn chặn sẽ tới tay của đồng bào miền Trung chứ không phải về túi bà ấy. Còn nếu như bà Hằng mà thua, chẳng có ai bị làm sao cả. Chỉ có một mình bà Phương Hằng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà thôi. Lý do tại sao mọi người...